1 triệu 9 à. Dạ 1 triệu 9 anh. Đây là 950. 950 tôm Alaska. Nhiều quá ha. Trong đó được có 4 con, 5 con gì á. Tôm Alaska. Đây chuyên bán tất cả các loại ốc, có tôm hùm luôn. Tôm hùm đây giá nhiêu anh trai? Tôm hùm bằng anh. 950 với 550 anh. Rồi, giá đây 950 và bên đây 550. Oh. Tôm hùm sai con ký 1 ký 2 anh. Ký 1 ký 2. Tôm hùm bông. Nó nhảy đã không? Ký 1 ký 2 luôn. Ở đây là tụi em bán rẻ. Đó. Cua. Rồi, tiếp theo Đức Dương sẽ giới thiệu cho cô chú ghẹ 3 con 1 ký. Quá dữ dằn luôn nè. Chứ phải đơn giản đâu, con rất là to nha cô chú. Đấy, thấy ảnh cầm không? Rồi, 3 con 1 ký. Đây. Trời ơi, dưới đâu anh? Đưa gần gần cho em chất lượng đi. Trời ơi, 3 con 1 ký nè. Đấy, bao chắc bao ăn 100%. Giá nhiêu anh? Cái này 400 ngàn 1 ký. 400 ngàn, rồi bao chắc bao ăn ha. Ghẹ 3 con 1 ký. Rồi, lật cái chiều ngang cho mọi người coi nè. Cái mồ nữa nè. Đó, rồi bao chắc luôn nè. Đấy, cô chú thấy chưa? Rồi, giá 400 ngàn. Tới vựa nhiên xương nha. Rồi, một thế giới ghẹ luôn. Rất là ngon ha. Cái này xào me ha anh? Càng ghẹ xào me và ốc hương xào me. Đây, món này rất là hấp dẫn cho cô chú. Ngon ơi là ngon, thơm ơi thơm luôn. Me, cái mùi me với mùi tương ớt nó thơm. Hello, mến chào cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay Đức Dương đã có mặt tại chợ Sấm Lưới Vũng Tàu ha, một trong những chợ chuyên bán những loại hải sản tươi sống và nằm ở ngay trung tâm thành phố Vũng Tàu. Và hôm nay Đức Dương đã có mặt ở đây vào cuối tháng 8 để Đức Dương quay cho cô chú tất cả các loại hải sản tươi sống để cô chú, các anh chị, các bạn có thể đến để mua và cập nhật giá để cho cô chú biết được giá để mình mua cho nó chính xác ha. Và Đức Dương xin mời cô chú, các anh chị, các bạn cùng Đức Dương đi tham quan chợ Sấm Lưới này nha. Hôm nay Đức Dương đến vựa Nhân Hậu để quay cho cô chú xem giá hôm nay để cập nhật giá của cuối tháng 8 nha. Rồi anh trai ơi, báo giá cho em xíu xíu cho mọi người nha. Okay, bà tuột này giá nhiêu anh? Bà tuột này 160. Rồi. Mực ống này 240. Wow, mực ống 240 nha cô chú. Ống này ống sống. Siêu ống ngon này luôn hả? Rồi, 240. Rồi, hộp sò huyết anh? Sò huyết là 150. Sò huyết 150 hả? Rồi, cái này là ống, ống này là ống sò tô hả? Cái này sò dương. Sò dương, giá nhiêu anh? Sò dương á là giá 250. 250. Sò dương ống này là 150. À, gọi này rẻ hơn. Ống để đó, đây bán như ta. Rồi, ống này, ống mỡ thì ống nhiêu đây? Ống mỡ là 200. Ống mỡ giá 200. Ồ, tươi ngon luôn nè, còn sống. Em đi bao nhiêu rồi? Rồi. Hả? Lấy về bao nhiêu rồi? Đây là nghêu hai còi, đây là sò tổ. Giới thiệu 120. Nghêu hai còi trắng. Nghêu hai còi trắng. Ốc hương 150.000. 150. Quá, hôm nay quá rẻ. Quá rẻ. Phải không? Rồi. Ok, tâm tính. Ô, con này bao nhiêu đây? Trời 850, 1 ký 1 con. 1 ký hả? Dạ, 850. Đây đây đây, chụp hình cái coi đẹp quá. Quên nữa rồi, cái địa chỉ rồi. Nữa quên mất rồi. Chút nữa em đi em cho anh cái địa chỉ lại đi. Dạ. Chạy cho rẻ rồi. Rồi. Hôm nay Đức Dương sẽ quay lại do tôm hùm ha. Đây là vựa Nhân Hậu ha, nằm trong trong xóm lưới nè. Ồ, quá dữ tôm hùm. Mua hai con luôn. Cô chú thấy là tôm đã chưa? Ôi trời, nó bò lên luôn nè. Trời ơi, nó khỏe ghê không? Tôm hùm. Đó, cô chú thấy nó khỏe không? Tôm hùm. Tôm hùm quá xuất sắc luôn. Trời ơi, nó khỏe, nhìn nó đẹp ơi đẹp luôn. Loại vậy, loại 2 thì cũng được. Cái mú nó được vô. Rồi, lên mú luôn. Cá mú giá nhiêu đây? Mọi người ơi, cái mú bao nhiêu? Quay trái ấy, quay cái trái này. Em đi về đi. 150.000 đồng. 150 cái 1 ký nhé. Ôi. Cái đây là biết có chịu và biết hát cho mọi người nghe luôn. Rồi đây. Tôm hồng tre nó nhiêu đây? Đây giỡn. Nhiêu em? 550. 550. Ăn vô đây, ăn hết một con tặng 1 ký. Vui vị anh em không lấy tiền. Ok. Ok. Hải sản nhá ngầu. Rồi, tiếp theo. Ghẹ.
xanh size bê con 1 kg. 3 con ký giá nhiêu? 220 1 kg thôi. Rồi. Bao ăn về 1. Giá này là giá bay của hôm nay thôi phải không? Dạ. Còn lễ sao, tháng 9 sao? Lễ nó vẫn vậy luôn. Ồ, lễ dự nguyên. Ok luôn. Con này nguyên rẻ hơn nè. 150.000. Sản Thu Hồng ha. Hôm nay có nằm trong khu gọi là phố hải sản Sắm Lưới. Hôm nay Đức Dương sẽ update lại giá cho cô chú xem hải sản nha. Đây đầu tiên là dạ bạch tuộc là giá 160 nè. Ồ. Con này bạch tuộc ngon là giá nhiêu chị? Hả? 100.000. Còn mực này là mực lá phải không? Hàng lá này nhiêu chị? Ồ, 300. Rồi. Mực ống này nhiêu chị? Trời, tươi quá trời tươi luôn. Giá 250 cho cô chú. Đó, Đức Dương sẽ quay cận cảnh cho cô chú xem nha. Hôm nay là mực tươi ngon. Giá cuối tháng 8 nha. Để cô chú có thể cập nhật giá để lễ tháng 9 này chúng ta ra để mua ủng hộ các tiểu thương nha. Đây là cái vựa hải sản của chị đây. Đây, vựa hải sản Thu Hồng. Có số điện thoại nha, cô chú có thể đến đây mua và giao tận nơi. Đây, chị chủ rất là dễ thương. Rồi, chị báo giá cho em còn ít... Đây là ốc hương giá này bao nhiêu chị? Ốc hương 250. Rồi tôm sú, này là tôm sú biển này con bự nhất là nhiêu ạ? 350. Còn nhỏ nhỏ này chắc là rẻ hơn. Dạ. 180. Rồi. Ồ, quá trời đã luôn, tôm sú này ngon đó cô chú nha. Đây cô chú có thể đến phố hải sản Sắm Lưới. Đây là cửa hàng Hoàng Dung 2 nha. Đó, có rất là nhiều về cá. Chuyên về cá luôn. Đó, cô chú thấy cá nhiều dễ sợ chưa? Đó, cá chuyên về cá luôn. Đủ loại cá để Đức Dương update lại giá để cho cô chú có thể đến đây tham khảo nha. Và để chuẩn bị mua cho dịp 29 sắp tới đây. Ồ, có cá bóp. Hello chị. Cá bóp nè, có cá những cá rất là đặc biệt, chị báo giá sơ sơ. Dạ. Chị, cá xanh này màu gì? Là cá mó hả chị? Bao nhiêu ký cho chị? Nó dao động là 200 đến 220. 200 đến 220, mấy con này sao cũng vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, còn cái này là mú đỏ. Mú đỏ? Mú đỏ là 480. Trời ơi, hồng giòn là 280. Hồng giòn 280. Còn là cá đuối. Cá đuối nhiêu chị? Nhỏ là 180, lớn là 200. Nhỏ 180, lớn 200. Dạ, cá có này là cá sủ không? Cá sủ. Đây là cá sủ nè. Đây là cá dứa nè. Ồ, chú thấy cá dứa đã chưa? Đây là cá bóp. Rồi. Cá sủ giá nhiêu chị? Cá sủ 150, cá bóp. Cá bóp 180 nha cô chú. Cá sủ 150 và cá bóp 180. Trời ơi, cá sủ quá dữ luôn. Rất là ngon. Hôm nay giá ở Hoàng Dung 2 ha, Sắm Lưới. Đó, có cá dìa nữa nè. Đó, cô chú thấy có cá dìa rồi. À, cá chim tươi ngon luôn. Ồ, cá chim bao tươi luôn. Mắt đen hùi à. Vậy là tươi ngon luôn. À, bây giờ là buổi chiều ha. Mọi người đến đây mua ở quán ở khu vực Sắm Lưới này rất là đông. Để cô chú thấy không? À, du khách thích mua ở Sắm Lưới. Hôm nay giá Sắm Lưới giá rất là ok. À, anh con cá đỏ đỏ này là cá gì anh? Cái này kêu cá cụ đỏ. Cá gì anh? Cá cụ đỏ anh. Cù đỏ hả? Cù đỏ. À, cù đỏ giá nhiêu anh? Cá 130 kg. Ồ, 130. Này con cá cam nè, cam này cá cam này giá bao nhiêu ta? 70 không? 75 ha. Giá này là 75.000 nha cô chú. Đây. Cá này nướng ngon. Nó giá nhiêu anh? 140. Ồ, qua mực luôn. Trời ơi, hôm nay mực tươi ngon quá. Không nói bán hết đồ rồi. Giá nhiêu chị? Mực đây nhiêu chị? Mực 170. Có nhiêu là 150 đúng không? Ông 150 nói 150 bán rồi. Quá ngon luôn. Baby. Năm con. Ok. Cái này là bỏ cái con áo chị hay là con để chị làm cái luộc. Giá nhiêu anh? Rồi, cá đuối này 180 cô chú, tươi ngon nha. Cá đuối này cứ gọi là cá đuối nghệ nè. Rất là ngon nè. Đó cô chú thấy tươi không? Cá đuối này nó chuyên để nó nấu lẩu nè, hấp nè. Đó, chúng ta hấp, nấu lẩu và nướng nha. Và đặc biệt món cá đuối này chúng ta nướng muối ớt là rất là ngon đó, cô chú thấy không? Giá hôm nay là 180 một ký, rất là chất lượng.
Trường cua chuyên về ghẹ, hôm nay anh báo giá sơ sơ cho em giá ghẹ của hôm nay để cô chú có thể cập nhật nha. 80, 150. Rồi, 200. Hàng này là 80, rồi 1 ký 9 con, 9 con 1 ký. Rồi, 80, 150. Để em coi 150 nó ba mắt thế này vậy. Wow, ok, độ cứng nè, cô chú cứng cứng nha, hàng này rất là chắc nha. 150, còn bên đây anh? 200. 200. 200 thì nó sẽ ấy hơn ha, chất lượng hơn. Đó, 200, cô chú thấy rất là đã nha. Đó, 200, đây con này con màu nè, đẹp nè. Rồi, 200 ký nha. Cái này chắc khoảng cỡ 6 con anh hả? 6 con cũ. 6 con ký, rồi, chuyên về ghẹ luôn. Bên đây nhỏ hơn hả, hay là lớn hơn anh? Lớn hơn. À, hàng lớn hơn. À, còn chất lượng hơn hả? Chất lượng hơn 2,5. Quá đã ha. 5 con 1 ký. Đây, cô chú thấy đã chưa? Giá 250 ha, giá rất là hợp lý luôn á. Giá này là bao là chất lượng rồi, còn gì nữa. Đó, cô thấy ghẹ ngon chưa? Ghẹ cái, ghẹ đực gì cũng ngon hết á. Rất là cứng, hôm nay là rất là chắc nè. Cô chú bóp đây là rất là cứng nè ha. Độ cứng nó là để biết được con nó chắc hay không ha. Rồi, cảm ơn anh. Đến trường cua nha. Cửa hàng trường cua. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh bán đắt hàng. Đây, tiếp theo Đức Dương sẽ đến khu vực coi cửa hàng hải sản Ngọc Hoàng. Đây, chuyên về tất cả các loại cá. Đây, để cô chú có thể mình biết giá sơ ha, để mình đến đây mua cho dễ ha. Hôm nay cá bóp giá nhiêu chị? 180. Rồi, cá bóp giá 180 nè cô chú. Chuyên về cá bóp nha. Ở đây có cá thu nữa nè. Cá thu giá nhiêu chị? Dạ, 220. Cá thu 220. Cá chim trăm mấy vậy? Cá chim 180 1 ký nè. Đó, cô chú có thể đến đây mình tham khảo giá ha. Có rất nhiều. Cá dìa nữa nè. Đó, cá dìa đây trăm mấy chị? 180. Cá dìa 180. Cá cam chắc 75 ngàn đi, cho dễ. Nói chung là giá dạ. Mỗi ngày lắm. Dạ, có lên có xuống. Rồi, quá trời loại cá luôn. Cá thì có thể lên xuống. Cô chú có thể đến đây mình có thể xe dịch nhau vài chục ngàn ha, để có thể mình mua cho nó đúng giá nha, mình mua chất lượng hơn. Rồi, mực này hôm nay là giá nhiêu em? 250 anh. Rồi, mực giá 250. Rồi, dưới đây là 260 đúng không? Dạ, rồi, càng dưới đây là 260 một ký nha cô chú. Có nhiều size lắm, nhiều size nhiều kích cỡ nhiều giá. Rồi, đúng rồi. Quá trời ngon luôn. Hôm nay giá Đức Dương quay cho cô chú để update giá ha, để chúng ta những ngày lễ sắp tới như tháng 9 chúng ta sẽ đến đây mua ha. Đây là mực gì chị? Mực lá hay? Mực lá. Mực lá này giá bao nhiêu chị? Mực lá thì nay 33 với lại 350. Rồi, 330, cái này 350. Size bự nha cô chú. Này rất là to nè. Đó. Một con 1 ký luôn hả? Gần ký. Rồi. Rồi. Rất là ngon. Cảm ơn chị nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến lễ ghẹ 2 ha. Hôm nay Đức Dương sẽ quay cho cô chú cập nhật lễ ghẹ 2 bán những loại hải sản rất là độc đáo, đó là tôm tích. Rồi. Chị báo giùm em giá tôm tích này nhiêu chị? Wow. Tôm tích này rất là to nha cô chú. Rất là nhẹ nhàng thôi, con này là tôm tích thịt anh. Tôm tích thịt giá hôm nay bao nhiêu ạ? Dạ, nếu giá dao động bữa nay là 550 một ký. Rồi, tôm tích thịt giá dao động hôm nay 550. Rồi. Ồ, con này nó có trứng nhiều ha. Gạch son. Giá bao nhiêu chị? 850 một ký 12 con. Ồ, 850 một ký 12 con. Đây. Vuông gạch. Dạ, rất là chất lượng ha. Đó, gạch son là cô chú thấy không? Gạch ở trong mình. Rất là chất lượng ha. Rồi, đây là tôm, nay tôm biển này là giá nhiêu chị? Tôm này á là bữa nay tới 1,1 triệu. Trời ơi, nó còn sống luôn nè. Tôm nữ hoàng. Tôm nữ hoàng giá 1,1 triệu một ký nha cô chú. Dạ. Quá đã luôn nè. Trời ơi. Xứng đáng. Nè, cô chú ơi, thả xuống nó bơi nha, chứ không phải hàng tươi sống nè. Đó, nó đang bơi nha. Tôm thiên nhiên. Tôm là tôm biển. Rồi. Giá 1,1 triệu một ký. Đó, đến liên lễ ghẹ. Lễ ghẹ 2 nha. Lễ ghẹ 2. 11 quyển công chức. Rồi, tới đây là chuyên về ghẹ. Báo giá giùm em nha. Ghẹ nhỏ này tính 10 con 150 ký nha. Rồi, 10 con 150 nè, đó cô chú thấy đã chưa? Ghẹ cái rất là ngon ha, chắc ha. Rồi, ở trong đây nhiêu chị? Trong đây bự hơn. Dạ 200. Rồi, ghẹ đây 200 nè. Đức Dương quay cận cảnh cho cô chú nha.
Rồi, 200. Size to. Cái này là 1 kg nó khoảng cỡ 4 con không? 1 kg 5 con, 6 con. À, 5 con, 6 con hả? Rồi, size này là 350. Rồi, size này 350 để quay cho cô chú xem nè. Wow. Rất là chắc luôn á. Ghẹ xanh nha, rất là ngon. Hàng này rồi. Chắc luôn, chắc đó chị ha. Dạ, ghẹ bao ăn anh. Bao ăn. Quá đã luôn. Ồ, quá ngon. Rồi, ốc hương này là em có thấy để giá là 280 phải không? Dạ, đúng. Rồi, ốc hương size 280 nha cô chú. Ốc ốc mỡ. Ốc mỡ này loại loại trắng hả chị? Ốc mỡ trắng, à đen hả? Đen nhưng mà nó còn sống. À, 230. Rồi, có giá luôn cô chú nè, ngao 75 ngàn. Hôm nay có giá sẵn để cô chú có thể mình cập nhật giá nha. Giá có thể lên theo từng ngày. Đây, cái này là 200 mấy chị? 200 hả? Rồi, bạch tuộc giá 200. Rồi, mực này chưa có giá chị, giá nhiêu chị? 260. Rồi, mực 260. Đó, rất là ngon. Rồi, tôm này giống bên kia không chị? Khác hả? Loại này khác nữa ha. Size này nhỏ hơn nè cô chú. Để Đức Dương sẽ quay cận cảnh cho cô chú xem nha. Đây. Con này bé giá nhiêu chị? 380. Mấy chị? 380. 380. Đó, đây là tôm biển nha. Tôm biển giá 380. Rồi, ghẹ đây là giá nhiêu chị? 350. 250. Sa này cũng vừa vừa hả chị? Có 6 con hả? Rồi, ghẹ này 6 con 1 kg nha cô chú. Rồi, giá 250. Bên đây to hơn nè. Em nhìn thấy size nó to hơn nè. Bên đây giá nhiêu chị? Rồi, 300 nha cô chú. Đó, cô chú thấy rất là đã luôn nè. 300. Con này 5 con luôn nha. 5 con 1 kg nè. Rồi, giá 300. Khi mình lựa ghẹ mình bóp đây nè. Đồ cứng á, nếu đây rất là cứng luôn á. Là con ghẹ này rất là chắc. Con này ăn là hy khắp lên đó, nó màu đỏ tươi. Rất là đẹp luôn á. Hấp nước dừa nha cô chú. Rồi, trong đây là ghẹ cũng tầm 200 mấy hả chị? Ồ, bụng dễ sợ luôn. 300 luôn hả? Đó, dòng ghẹ 300. Chưa sẽ quay cho cô chú xem ha. Ốc hương. Ốc hương này là 1 kg ha, tới 100 con giá 200 ngàn. Cô chú thấy rất là ngon ha. Oh, còn gọi là sò huyết cồ. Giá bây giờ nó đang ở giá là 280. Cô chú thấy rất là to nha. Nè nó đang hở nè. Đó, đụng vô nó sẽ khép lại nè. Đó, đụng vô nó khép lại nha. Đây là hàng tươi sống nha cô chú. Hàng này rất là ngon. Giá 280 1 kg nè. Đó. Chúng ta đến vựa sắm lưới ha. Lệ ghẹ 2 chuyên bán những loại ốc cũng như là các loại cua ghẹ và tôm hàng tươi sống để báo giá cho cô chú nha. Rất là chất lượng luôn. Quá ngon. Rồi. Tiếp theo Đức Dương sẽ quay một số gian hàng ở ngoài khu vực ở ngoài để cô chú có thể thưởng thức ha. Ồ, đây. Hàu sữa 3 kg 100. Ồ, cô chú thấy đã chưa? Ở đây là để giá rõ ràng ha. Mình mua rất là tiện lợi. Hàu sữa, ốc hương cũng như là sò huyết. Tôi sẽ giới thiệu cho cô chú một trong những vựa hải sản nằm ở kế bên phố hải sản Sắm Lưới, đó là vựa hải sản Nhân Hậu. Đây, chuyên bán tất cả các loại ốc, có tôm hùm luôn. Tôm hùm này giá nhiêu anh trai? Tôm hùm bằng anh 950 với 550 anh. Rồi, giá đây 950 và bên đây 550. Tôm hùm sai con ký 1 ký 2 anh. Ký 1 ký 2. Tôm hùm bông. Trời ơi, nó dậy đã không? Ký 1 ký 2 luôn. Ở đây là tụi em bán rẻ. Đó, cua. Tiếp Dương sẽ quay vựa Nhân Hậu này có gọi là tôm Alaska. Trời, tôm hùm Alaska quá dữ luôn, 950 một ký. Đây, cua King Rap. À, cua này là 1.9 triệu một ký nha. Đó, cô chú thấy đã không? Ở cái phố hải sản Sắm Lưới này là chuyên bán những loại hải sản cao cấp. Đó, quá dữ luôn, có đầy đủ cua. À, chị nghe đây hả? Dạ. Rồi, hôm nay Đức Dương sẽ báo giá sơ cho cô chú thêm mà. Cua giá nhiêu anh trai? Cua này nhiêu ạ? Cua đó, cua đó. 180 anh. Cua 180 kg nè cô chú. Trời ơi, bao ăn luôn à. Cua 180 kg. Quá dữ luôn. Phố hải sản Sắm Lưới. À, đây là vựa Nhân Hậu. À, tôm tích nè. Trời ơi, tôm tích này quá ngon. Úp lên luôn nhiêu ký anh trai? 60 ngàn. Tôm tích này 60 ngàn, 2 kg là 100. Rồi, 60 ngàn 1 kg, 2 kg 100. Yes sir. Wow, quá đã. Ốc giác. Ốc giác còn
Ông dế trăm mấy đây? Ông dế đây anh, 101. Ôi trời rồi dữ ra. Bao, bao, bao ăn luôn nè, ông dế. Ủa lá ơi, nghe em có vừa bán bao bao ăn tại chỗ. Ăn đi con à, hai rồi, okay. Ông dế giá 101 ký. Hai ghẹ. Wow, ghẹ. Bao nhiêu đây? 70 ngàn. Ghẹ 70 ngàn. 2 ký 103. 2 ký 103. Yes, chút. Đẹp luôn. Bao luôn ha, giá quá là phỉ diệt. Rồi, trái mới làm nghe 20 ngàn ký. Rồi đây, xin mời cô chú đến thưởng thức ghẹ siêu khủng giá 203. Ghẹ 1, tem quay em 1 rồi. Ghẹ 1 luôn hả? Hôm nay ghẹ em vô nhiều nữa, em bán rẻ cho mọi người. 220 ngàn. To, gãi luôn á chú. Con này là gọi là 3 con 1 ký. 3 con 1 ký. 230 ngàn. Đó, cô chú thấy siêu khủng không? To, con ghẹ mà cầm lên bàn tay nó bự chà bá luôn nè. Rồi, giá đây. Nhân hậu. Oh, chuyên bữa hải sản Nhân Hậu đó, cô chú có thể đến đây chuyên bán để vô trong khu vực mấy cái bè kia có cái gì trong đó không? Có cá gì không? Để vô trong đây hay thấy trong đây có cá gì cho để quay cho cô chú mua nè. À ghẹ hả, bán cháy hết rồi, hôm nay bán sạch luôn rồi. Wow, đây ghẹ nhập vô, nhập vô mới vô hả? Vô anh, 80 nghìn đó, ghẹ 80 nghìn, 2 ký 150. Ha. Này giá ok luôn nè. Để rồi đây nè. Đó, cô chú có thể đến đây ha. Trời ơi, coi là rất là to. Để nó quay nhẹ nhẹ lên cho cô chú xem nha. 950 một ký. Còn bên đây là giá 500. Đó, 500. Đây 500 nè. Nhẹ nhàng. Đó, con này rất là ngon nha. Có chỗ tôm hùm này ăn thịt rất là chắc, bao ăn luôn. Giá đây là quá là gọi là giá quá hợp lý rồi đó. Đấy, cô chú có thể mua ha. Đây vui không cô chú, thấy sắm lưới luôn luôn là đông, chợ sắm lưới, phố hải sản sắm lưới rất là đông luôn nè. Đây quán Nhân Hậu đây đủ loại. Đây buổi chiều á mọi người đi mua hải sản rất là đông ha, để Đức Dương quay vài chỗ để cho cô chú có thể cập nhật nha. Phía ngoài đường này bán rất là nhiều loại ốc khác nhau, mỗi loại ốc á cô chú có thể đến đây thưởng thức giá. Chị báo giá sơ được không chị? Dạ. Nay càng ghẹ này giá nhiêu ạ? Dạ càng ghẹ 220 á. Rồi càng ghẹ 220, này là của mình là vựa hải sản Thị Dương phải không? Dạ. Rồi để em quay cho. Đây này là ốc, này là ốc tỏi hả chị? Dạ ốc tỏi sống nè anh. Ốc tỏi bao nhiêu ạ? Dạ ốc tỏi 250 anh. Dạ 250 hả chị? Dạ. Rồi bên đây có phần giá, rồi mực này giá nhiêu chị? Dạ, có hai giá. Mực ống này 260. Ơi, mực ống 260. Rồi, ốc giác bao nhiêu chị? Ốc giác 200 anh ơi. Ốc giác giá 200. Dạ. Là cùng size lớn nhau hả? À cùng một giá luôn phải không chị? Rồi, ốc giác 200, bạch tuộc bao nhiêu chị? Dạ bạch tuộc 160 anh. Rồi, bạch tuộc giá 160 nè, cô chú đến đây mua ha, vừa gọi là vừa hải sản Thì Dương, để Đức Dương quay cho cô chú nè, có chuyên về cua nè. Ai, vừa hải sản Thì Dương. Nằm trong khu vực phố hải sản sóng lưới nha. Đây có cua nè, cua có nhiều loại đó chị ha. Rồi chị báo giá cho em cua sơ sơ, cái cua đỏ là nhiêu ạ? Đây cua này giá 250. Rồi mấy con hồng hồng này giá nhiêu chị? Rồi vàng này 320 là lớn, chắc là cao nhất rồi. Đây là bao ăn luôn hả chị? Dạ bao ăn bao chắc luôn. Bao ăn bao chắc luôn. Quá dữ luôn. Trên đây là 320, dưới đây 250 nè, để cô chú có thể lựa chọn ha. Cái dây đỏ đỏ nhạt nhạt này là giá 250 đó, những dây hồng thì nó giá trị cao hơn. Rồi ghẹ bao nhiêu anh? Ghẹ anh có loại thấm chục nè, 150, 200 nè, 250 nè. Rồi bắt đầu từ 80 nha. Rồi, để 80, dạ. Đây Đức Dương sẽ quay loại 80 cho cô chú nè. 80, 150, 200, 200, 28. Rồi 200 để em mở lên coi nó sai cỡ nào nha. Rồi 200. Dạ đây là 250 ha anh. Rồi đây 250 nè cô chú. Ghẹ ngon nha. Ô ghẹ cái quá ngon luôn nè. Bao ăn chắc lắm, mùa này ghẹ rất là to ngon nè. Rồi trên đây là giá nhiêu anh? 280. Rồi ghẹ này ghẹ xanh nha, ngon. Rồi quá ngon. 280 bao chắc luôn. Rồi ốc cua 200 nè, cua biển nè anh. Quá rẻ. Dạ đi thắm chục cái vậy là xong. Rồi cảm ơn anh nha. 250, 3 ký 200 anh. Đây là một trong những món gọi là nước chấm thần thánh rất là ngon. Đấy cô chú có thể khi mua hải sản chúng ta sẽ mua một số loại gia vị này, nước chấm này để ăn với hải sản ha.
khỏi cần pha chế gì hết, ra đây mình mua hải sản xong mình mua cái hũ này mình chấm lên là quá ngon. À, mực sữa hả cô? Rồi đây, mực sữa này nhiêu ký cô? Thấy ngon quá trời luôn. Dạ, mực sữa này giá 150 nè cô chú. Trời ơi. Đó, mực ống đây. Mực ống này giá 200 mấy hả cô? Rồi, mực ống giá 250 nha cô chú. Rồi. Ba tuột này bự quá cô, giá nhiêu cô? 160. Rồi, 170 cũng được. Giá nó trên lệch nhau một chút xíu, cô chú có thể lựa chọn ha. Cái nào tươi càng tươi mình mua nha. Đó. Dạ. Rồi cô chú có thể đến qua chuyên về ghẹ, chính ghẹ. Đây chị chủ dễ thương. Rồi báo giá cho em đi, bắt đầu từ sao nha. Giá 100. Đây lấy lên. 100 này chắc khoảng 12 con, 13 con. Đúng rồi. 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 Giá đây là 120. Đây cô chú thấy sai ngon nha. 300 nè mà bán có 250 là sale. Rồi sale luôn. Đó, wow. Đó, 300 mà bán có 250 là 300 giá 250 bao chắc. Đó nhảy que que luôn nè. Wow. Cái này 100 luôn. Rồi cái này 100 luôn. Đồng giá 100. Trời đồng giá. Ra ha hồ hốt luôn. Công kích là 180. Mười mấy con một ký. Đó mới bắt một cái là nó bỏ chạy nó tiêu nè. Cô chú thấy không? Nó chắc không? Đó. Rồi tôm tích giá nhiêu chị? Trăm tám hả? Tùy theo bữa, bữa 200 rưỡi, bữa 200 rưỡi. Tùy theo bữa đúng không? Rồi, tôm tích giá 180, cô chú đến đây mua nha. Đây, Đức Dương bắt nhẹ nhẹ lên cho cô chú xem nè. Ồ, tôm tích. Tôm tích này làm món gì ngon? Chị nướng nè. Cháy tỏi. Ồ, cháy tỏi hả? Cháy tỏi, ăn me đồ. Rồi, cảm ơn chị nha. Đây, chính ghẹ. Đến cửa hàng chính ghẹ đó, có nhiều mà. 30 Nguyễn Công Trứ. Đây, quay ra. Cảm ơn chị, chúc chị bán đắt hàng nha. Đây càng ghẹ càng uống cút một chỗ luôn hả? Trời ơi có sò nè, sò điệp Hokkaido này giá sao chị gái? Rồi lấy 140 đi ha, giá nó có thể tăng giá theo thời giá nha cô chú. Ồ có hôm nay có hầu nè, nay hầu sao ở đây bự quá, chắc Long Sơn qua hay sao mà nó bự quá chị. Dạ ngon, hôm nay giá nhiêu chị? 50. Ồ hầu 50, hàng này hàng to nha. Ồ, hầu 50. Ôi ôi, đây có càng ghẹ nè. Ủa càng ghẹ này là ghẹ gì mà nó màu đẹp quá chị ha? Ồ, ghẹ đá. Trời ơi, ghẹ đá. Đây. Ồ ôi, chị sò huyết á, bự dữ chị. Sò huyết khủng luôn ha. Wow. Đây có ốc mỡ trắng nè, ốc mỡ trắng. Đây ốc hương. Đây cô chú thấy buổi tối chợ sắm lưới rất là đông vui ha, mọi người ở đây rất là đông vui nè, du khách đi mua sắm rất là đông. Đấy cô chú thấy khu vực ngoài đường chợ sắm lưới đây du khách rất là đông vui, mấy chị bán cũng rất là dễ thương. Giá đây là ở đây giá rất là hợp lý để cô chú lựa chọn ha. Ồ, một quá đông vui luôn. Trời ơi. Buổi tối mà hiện giờ là đã gần 6 giờ tối mà lượng khách đến đây mua hải sản rất là đông nha. Rất là đông vui. Đó. Ghẹ 150 200 mày vô. Ồ, có ngao nữa nè. Wow, ngao, ốc đủ loại. Chợ sắm lưới rất là đông vui nha. Đây là huệ tôm hả chị? Dạ. Rồi chuyên về tôm. Nó nhảy giá 250 một ký. Nó nhảy tưng 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 luôn. Wow. 250 á chị. 250 quá ngon luôn. Cái này chị 2 ký giá 250 luôn á. Cô chú thấy tôm đó, tôm biển. Tôm này bắt từ biển lên ha. Mực rất là ngon, sò điệp. Sò điệp Hokkaido. Cô chú thấy rất là hàng tươi nha, có hầu nữa, hầu 3 kg 100. Hầu 3 kg 100. Hôm nay chúng ta sẽ đến khu vực vựa cua Đức Trọng nè, để cô chú thấy khủng bao nhiêu anh? Cua to 250 ngàn. Hàng này 250 ngàn một ký nè, cô chú thấy bự dễ sợ. Con này chắc khoảng 7 lạng đó chị hả anh? 6 lạng. 6 lạng hả? Trời ơi bự ghê. Bao ăn luôn hả anh? Chắc không? Cứng ngắc luôn nè, cô chú thấy không? Đã cho cái càng của nó to ơi là to luôn. Rồi bên đây là nhỏ hơn hả anh? Đẹp hơn 200. Rồi bên đây giá 200. Đây là khoảng 3 lạng hả? 3 lạng 4 lạng 3 lạng mấy 3 lạng mấy một con nè cô chú. Thấy không? Đã chưa?
giá 200 ngàn bao ăn. Đó, Đức Dương sẽ quay cô chú đến chuyên nghề cua thì đến vựa Đức Trọng ha. Đó, địa chỉ của nó là 30A Nguyễn Công Trứ nha. Đó, 30A nằm trong khu vực chợ Xóm Lưới nha. Đó, Xóm Lưới Vũng Tàu. Rất là đông vui. Rồi, hôm nay Đức Dương sẽ giới thiệu cho cô chú rất là nhiều loại tôm hùm ha. Ở đây có tôm hùm rất là nhiều. Đó, đây là tôm hùm nè, có này là tôm hùm bông. Tôm hùm bông rất là chất lượng luôn nè. Đó, cô chú có thể thấy không? Tôm hùm bông nè, tôm tích nè. Trời ơi, ở đây vừa tôm tích rất là to luôn nè. Dòng tôm tích to nha. Để nó kêu bắt nhẹ nhẹ lên cho cô chú xem nè. Đó, tôm tích rất là to nha. Anh này giá nhiêu anh? 1,2 triệu. 1,2 triệu 1 ký. Xanh. Rồi, tôm hùm xanh. Con này là 1 triệu. Đây, nó gọi là tôm hùm gì ta? Xanh luôn. Là tôm xanh nhưng mà nó cái màu nó khác rồi không anh? Rồi. Còn tôm tích thì giá nhiêu anh? Rồi, tôm tích size rất là to nha cô chú. Tôm tích rất là to nè, để Đức Dương mở lên cho cô chú xem nha. Giá là 550 một ký. Trời ơi. Đây, quay cận cảnh cho cô chú xem nè, nó đang bơi nè. Đó, tôm tích giá 550 một ký. Còn sò điệp này là giá sao anh? Sò điệp Hokkaido 150. Bạch tuộc trăm mấy anh? 160 à? 180. Bình tuột này là loại tốt hơn ha, chất lượng hơn, giá 108. Rồi, ốc giác sao anh? 150 luôn. Ốc giác 150, ốc bở trắng anh? 150 luôn. Ốc bở trắng giá 150 nha cô chú. Tiếp theo Đức Dương giới thiệu cho cô chú ha, ốc bu lót ha, rất là ngon nè. Trời ơi, hàng tươi ngon ghê. Giá 200 một ký, rất là hấp dẫn ha. Ốc hương này giá 350 nè. Loại này size lớn hơn, còn này size chung giá 300 nè. Ốc hương này ốc hương biển ha. Ở đây họ bán rất là nhiều loại ốc nè. Có này là ốc tỏi. Ốc tỏi rất là ngon nè. Sò huyết, ốc tỏi. Rồi, ok, có nhiên xương em quay 2 lần rồi. Đây, hôm nay Đức Dương sẽ vô khu vực chế biến. Vừa mua hải sản vừa chế biến cho cô chú luôn nè. Trời ơi, chào chị. Wow, đây là 1 ký ghẹ chị. Trời ơi, ngon quá. Wow, cô chú thấy đã chưa, ghẹ hấp. Trời ơi. Đây, chuẩn bị ốc tương sẽ nào bơ tỏi. Giá này là bao buôn hả nha, chờ anh? Giá ngoài đó là bao luôn, bao chào, chào. Chế biến hả? Chế biến riêng anh trai. À, chế biến riêng, rồi để biết cô chú có thể đến đây mình mua và chế biến riêng nha. Đây, trời ơi. Đây. Đây là ghẹ và ốc hương sẽ mình sẽ được bơ tỏi. À. Đầu tiên chúng ta sẽ luộc sơ qua ha. Ồ, đó, đây là những cái loại ốc hương để chúng ta chế biến nè. Đó. Đầu bếp VIP. Ây da, trơn té. Đây qua đây, trời ơi. Ồ, quá dữ luôn. Phải trụng sơ qua nha cô chú, để cho cái độ nó chín đều, mình mới xào bơ tỏi rất là ngon. Đó. Rồi, đó à. Còn bên đây trong thời gian chờ đợi chúng ta sẽ quay một số loại cái khu vực gọi là tôm tích nè. Ủa cô chú thấy tôm tích quá trời nhiều luôn à. Còn phía dưới đây là ghẹ nha. À, nhiên xương này chuyên bán ghẹ là hàng tươi sống luôn, ngon. Đủ loại da. Tôm tích ghẹ. Đây. Gán đăng ký anh nha. Đó, đó cô chú thấy không? Rất là chất lượng luôn. Chuyên về ghẹ, trời ơi, ghẹ mà hả, tính phần sọt không à, quá trời ghẹ luôn. Hôm nay là tôm, có tôm tôm hùm nữa nè, tôm hùm xanh nè. Wow, đã ha. Bông. 1 triệu mấy lần. Để em cầm lại luôn, em chụp cho anh tấm nè. Rồi. 1 triệu 1 ký. Ok, 1 triệu 1 ký hả anh? Đây, quay cận cảnh cho cô chú xem nha, 1 triệu 1 ký nè. Wow, chất lượng. Rồi anh, trời ơi. Đâu. Đây con này là 900 ngàn một ký nè, cô chú thấy tôm hùm xanh nó rất là ngon. Như xương món theo cơ sĩ tổng hợp. Ôi, ôi đã quá anh. Quá đã luôn á. 900 ngàn một ký. Con, một con cỡ nhiêu? Đây, vừa ăn, vừa nhiên xương. Rồi, có địa chỉ số điện thoại cho cô chú lựa chọn. À, cái này là con này khoảng 8 lạng anh hay là 7 lạng thôi? Phải chừng 6 lạng. À, 6 lạng, 7 lạng. Rồi. Dương sẽ quay cho cô chú xem con tôm hùm nè, giá 1 triệu nè. Đây
2 kg. Ôi ôi, quá dữ luôn. Đây gây cận cảnh cho cô chú xem nè, tươi ngon ha, cho nó nhảy à. Đó, rồi tiếp theo Đức Dương sẽ giới thiệu cho cô chú ghẹ 3 con 1 kg. Quá dữ dằn luôn nè, chứ phải đơn giản đâu, con rất là to nha cô chú. Đấy, thấy ảnh cầm không? Rồi 3 con 1 kg. Đây. Trời ơi, dưới đâu anh? Đưa gần gần cho em chất lượng đi. Trời ơi, 3 con 1 kg nè. Đấy, bao chắc bao ăn 100%. Giá nhiêu anh? Cái này 400 ngàn 1 kg. 400 ngàn, rồi bao chắc bao ăn ha. Ghẹ 3 con 1 kg. Rồi lật cái chiều ngang cho mọi người coi nè, cái mồi nữa nè. Đó, rồi bao chắc luôn nè, đấy cô chú thấy chưa. Rồi giá 400 ngàn tới vựa nhiên xương nha. Rồi một thế giới ghẹ luôn. Bây giờ tức ở vựa nhiên xương này có chế biến ngay tại chỗ, khi mình mua là mình chế biến tại chỗ ha. Đây là ngao hấp xả, trời ơi ngon quá. Đây là ốc ốc hương đang đợi cho chín để chúng ta xào bơ tỏi hả con. Đây ốc hương sẽ xào bơ tỏi cho khách nè. Giá 300 ký, chỉ mua nửa ký mà rất là nhiều nè, cô chú thấy không, quá nhiều luôn. Sau khi chúng ta hấp mà chúng ta phải rửa sơ cho nó sạch nhớt ha, để chúng ta xào bơ tỏi nó mới ngon. Rồi chị này là chuyên làm về bạch tuộc. Đó. Oh, cô chú thấy không, trời ơi rất là nhiều. Rồi chuyên hấp xả. Đó, cô chú thấy vừa hải sản ăn nhiên xương không? Khi chúng ta mua hải sản ở đây chúng ta được chế biến tại chỗ luôn, rồi cộng thêm phí chế biến. Ồ, quá đã chưa? Tất cả các loại hải sản tươi sống. Ồ. Đó, cô chú thấy quá đã luôn à. Du khách đến đây rất là đông. Đó, ốc hương. Ốc hương mày vô, chào cô. Mua mấy ký cô? Ốc hương mua mấy ký rồi? 15 ký. Mua nhiều dữ à. Đó. Ốc bù lót giá 200 ký. Ờ, thôi. Quá ngon luôn. Đó, cô chủ thấy hàng ốc rất là tươi ha. Ốc hương ở đây là hả hàng bán nhanh nhất. Đức Dương sẽ quay cho chú ở vựa hải sản nhiên xương này chế biến rất là nhiều loại như là mực hấp, mực luộc nè, mực nướng cháy tỏi đó, đó cô chú thấy không, quá trời luôn. Đây khu vực chế biến nè. Ồ, khu vực chế biến rất là đông vui. Rồi hàu nữa là hàu rửa sạch để chuẩn bị ta hàu này nướng mới hành hay hấp rồi cô? À nướng hả, họ thích nướng hơn phải không? Rồi chế biến. Wow, wow, rất là ngon ha. Cái này xào me ha anh, càng ghẹ xào me và ốc hương xào me. Đây món này rất là hấp dẫn cho cô chú. Ngon ơi là ngon, thơm ơi thơm luôn. Me, cái mùi me với mùi chân ớt nó thơm quá đã luôn. Đây, đây là đầu bếp của nhiên xương, ảnh là đầu bếp chính ở đây đó. Cô chú có thể đến đây ha, mình mua rồi mình chế biến ngay tại chỗ luôn, mua hải sản và chế biến tại chỗ. Oh. Mua hải sản và chế biến tại chỗ. Ồ, oh, cô chú thấy hôm nay buổi tối càng về chiều thì bây giờ là khoảng 6 giờ rưỡi rồi, mọi người đến đây mua rất là nhiều ha, du khách họ đến đây họ chọn những loại hải sản tươi sống, giá rất là ok. Đó, cô chú thấy giá rất là ok ha, ghẹ ngon, đồ tươi sống. Và có khu vực chế biến luôn. Rồi, đó khu vực chế biến và ăn tại chỗ nha cô chú. Ở đây là mình mua và mình được chế biến ngay tại chỗ luôn, khỏi cần đi đâu xa hết. Rồi, Đức Dương xin cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã xem clip ha. Thấy hay nhớ đăng ký kênh, like, share cho Đức Dương nha. Hẹn cô chú, các anh chị và các bạn ở clip sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và hôm nay Đức Dương rất là vui, hôm nay đi quay được gặp chị Nga Sumo ha. 1, 2, 3, vô! Cùng vô! Ha 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 ha.
luôn.